Xin chào, rất vui vì các bạn đã ghé thăm và chào mừng bạn đến với khám phá thế giới. Các bạn thân mến, bò xanh bỉ, khỉ đột gorilla, chó bully whippet, chó pitbull, lợn lực sĩ Campuchia là những động vật có cơ bắp cuồn cuộc phát triển to nhất trên thế giới hiện nay. Và sau đây xin mời các bạn cùng khám phá thế giới đến với video những con vật cơ bắp cuồn cuộn nhất thế giới. Giống bò xanh bỉ là giống bò thịt to lớn và cơ bắp rất phát triển so với các giống bò khác. Bò xanh bỉ có bắp thịt rất phát triển, đặc biệt là phần mông. Trong khi bò đực có trọng lượng từ 800 đến 1.100 kg thì bò cái cũng vào khoảng 600 đến 700 kg. So với những loài bò thông thường, bò xanh bỉ có lượng cơ phát triển hơn 40% so với thông thường. Ngoài ra, chúng cũng tăng trưởng rất nhanh và có khả năng sản xuất ra sữa giàu protein. Khỉ đột gorilla là động vật ăn cỏ sống trong rừng rậm châu Phi, là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại. Khỉ đột được chia thành hai loài, có thể có 4 đến 5 phân loài nữa. DNA của khỉ đột giống của con người 98% đến 99%, chúng có họ hàng rất gần gũi với con người chỉ sau hai loài tinh tinh. Loài linh trưởng này có thân hình đồ sộ, cao từ 1,7 đến 2 mét khi đứng thẳng và nặng từ 180 đến 200 kg. Loài vật này thường đi bằng 4 chân dù chúng có thể đứng bằng 2 chân. Khỉ đột gorilla sống ở những khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Phi. Chó bully whippet là giống chó lai có nguồn gốc từ Mỹ, được các nhà khoa học làm biến đổi gen cho cơ bắp phát triển so với những giống chó khác, làm cho cơ bắp của chúng nở nang hơn, tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với loài chó khác, đặc biệt chó bully whippet vô cùng hung dữ. Giống chó pitbull. Pitbull là một giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi ở Anh để giữ nhà và cũng được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Chúng là giống chó được chọn giống từ loại chó ban Anh và chó sục. Pitbull là giống chó dữ, thân hình cơ bắp, hiếu chiến, bền bỉ, gan lì, được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay còn được gọi là chó chiến binh, võ sĩ giác đấu. Thuật ngữ Pitbull bắt nguồn từ tên tiếng Anh gồm Pit có nghĩa là cái hố lớn và Bull có nghĩa là con bò mộng. Giống chó Pitbull đầu tiên được nuôi ở Anh vào thế kỷ thứ 18 dùng để đấu với các giống chó khác trên đấu trường hay trong một cái hố lớn để phục vụ cho những cuộc chiến máu me. Chúng còn được huấn luyện để đi săn. Lợn lực sĩ Campuchia. Công ty Duroc Cambodia ở Campuchia dường như đã tạo ra giống lợn siêu nạc mới bằng phương pháp biến đổi gen. Đoạn video ghi lại tại một trang trại cho thấy đàn con lợn không thể đi lại bình thường vì những bó cơ lớn kỳ dị. Lợn biến đổi gen đang được nhân giống tại tỉnh Ban Tây Minh Khay, Campuchia. Công ty Duroc Cambodia đã quảng cáo giống lợn mới với nhiều dịch vụ từ thu mua thịt lợn cho đến bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo để gây giống. Những người yêu động vật đã cảm thấy phẫn nộ với đoạn video và hình ảnh mà công ty Duroc Cambodia đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Những con lợn không thể đi lại bình thường vì những bó cơ lớn kỳ dị. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì xin hãy like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển nhé. Đừng quên cho khám phá thế giới biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Cảm ơn các bạn.